áo con đâu rồi? Dạ cô đi vệ sinh rồi. Ăn bánh đi. Trời ơi. Chào cô, cho con miếng bánh nha. Con làm gì trống vậy? Dạ kệ con đi. Ê nè, cái thằng này đi đâu ngoài? Con... chỗ chú lý tưởng của con mà. Ô chị. Ờ, cô giáo hả? Dạ. Ra đây chị nói chuyện với em một chút. Dạ. Chị không hiểu nổi, em dạy cho nó kiểu gì mà cứ để cho nó nằm chơi hoài vậy? Chị kêu em về đây là để dạy dỗ cho nó. Nếu như vậy hoài thì chuyện học hành của nó tính làm sao đây? Dạ, em xin lỗi chị. Chị biết, thằng Nguyên nhà chị nó cũng hơi quá quắt thiệt. Nhưng mà ngay từ đầu em nói với chị là em tự tin lắm mà. Dạ, lúc đầu là em tự tin lắm nhưng mà Nguyên nó hơn cái mức em tưởng tượng luôn á chị. Mẹ, đuổi cổ đi mẹ. Chỗ người lớn đang nói chuyện. Im. Chị thấy điểm tiếng Anh của nó khá hơn nên chị cũng đang rất là tin tưởng em. Không có đâu mẹ, tất cả không phải là nhà tổ đâu, nhà thầy Đức á. Con có muốn ăn đá không? Chị đã nói với em rồi. Ngay từ đầu á là chị đã nói là giáo viên nữ mà dạy kèm học sinh nam á thì thật ra rất là bất tiện. Đó, con đã nói mẹ từ đầu rồi, mẹ không chịu tin con. Bất tiện lắm. Bây giờ con có im cái miệng con lại không? Hay là con muốn ăn dép? Dạ. Mà thật ra chị thấy thằng Nguyên nhà chị có vẻ như nó không thích em lắm. Thôi đành vậy. Coi như em ráng dạy hết tháng này, tức là ngày mai rồi em nghỉ nha. Vậy sao đủ tiền trả nợ? Nợ gì? Dạ không có gì. Chị đã nói vậy rồi, em cũng không biết nói gì nữa. Thấy chưa, tôi đã nói là cô sẽ bị đuổi nợ vậy á. Má nói bạn. Alo, thầy Đức hả? Em Nguyên nè. Em báo cho thầy một tin vui. Bà điên kia sắp hết được dạy em rồi. Và thầy sắp được trở lại dạy em. Yeah, thầy trò mình sắp được tương phùng. Thầy chưa, em đã nói là em sẽ có cách giúp thầy mà. Dạ. Dạ thầy, hẹn gặp thầy. Yes. Trời ơi. Tại sao bạn mình lại nhẫn tâm như vậy? Chị My. Chào chị. Em. Ủa chị. Hả? Em nghe nói hôm nay là ngày dạy cuối cùng của chị hả? Ủa, em biết luôn à hả? Dạ, em nghe Quang nói á. Đúng mà... một tiếng xấu đồn xa mà. Chắc chị buồn lắm không? Ồ, cũng không có buồn lắm. Chị chỉ hơi bất ngờ xíu thôi à. Dạ. Ủa, mà chị cũng nghe nói hôm nay là ngày cuối cùng em làm ở đây rồi hả? Chị nghe chị Qua nói vậy á. Hả? Bộ thiệt hả chị? Ờ. Bộ em làm sai cái gì hả? Ủa em không biết gì luôn á hả? Không, em đâu biết gì đâu. Em không có làm sai gì hết trơn á, tại chị giỡn. Chị giỡn kỳ quá à. Chị giỡn với em cho chị đỡ buồn mà không vui à? Không, làm em hết hồn. Chị cũng hết vui. Ôi, bữa nay là bữa học cuối cùng cho nên ra tới đây đón cô hả? Cô có bị điên không? Làm sao có chuyện đó được? Thôi đi vô học đi, hôm nay bữa cuối rồi. Rồi, vô học thì vô học. Cô nói cho em biết nha, cô dạy em mới có một tháng rồi đó mà cô cảm giác á, cái gương mặt của cô già hơn có chục tuổi luôn rồi đó. Ê, bữa nay là bữa học cuối cùng á, nghe lời cô một chút đi, nha. Để coi cô làm sao. Hết giờ. Trời, không tin là em muốn tạm biệt cô sớm vậy luôn á. Còn đặt báo thức nữa chứ. Được rồi, tạm biệt thì tạm biệt thôi. Cũng là bữa cuối rồi mà. Ừ. Gì vậy? Cảm ơn em, một tháng vừa qua đã hợp tác với cô. Nè,
bắt tay chào tạm biệt đi. Sớm đi. Mặc dù là một tháng vừa rồi cô với em cũng gây ra rất là nhiều chuyện đáng nhớ, nhưng mà dù sao cũng vui mà đúng không? Nè, bắt tay tạm biệt. Ôi sợ lắm. Có này cho em nè. Nè, tặng em á. Cái gì vậy? Tặng em đó, coi đi. Quà chia tay đó, ngày hôm nay là ngày cuối rồi cho nên cô muốn tặng em. Không lè, thôi tôi không cần. Ê, dạ, cái gì vậy? Ôi. Coi đi, ngày cuối rồi cũng muốn mua tặng em mà. Phiền phức quá đi. Đâm. Vui quá hả? Cô tính mua trái bơm mỏi ở trong đó tặng cho em á, nhưng mà không có ai bán hết trơn á, cho nên mới mua cái móc điện thoại nè. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi nha, mà nó có vợ lắm đó. Người ta nói khi mà móc nó vô cái điện thoại đem theo bên mình là sẽ đậu đại học đó nha. Thiệt. Ba cái tào lao này tôi không cần đâu. Cái thằng quỷ này mà có giáo thằng mà đối xử vậy hả? Gì hả? Gắn vô chặt. Tôi đã nói là không thích rồi. Không được đâu, người ta nói cái móc khóa này nè là hay lắm luôn đó. Móc vô cái điện thoại nha, đậu đại học nha. Mặc dù á, cô biết á, là em học còn yếu dữ lắm, nhưng mà không sao hết trơn á. Tại vì ông bà nói là học tài thi phận, biết đâu được trình độ của em như vậy em hên á, em đậu vô một trường đại học danh tiếng thì sao, đúng không? À, dễ thương chưa? Cho nên bây giờ đã có cái móc khóa này rồi, cho nên là Trạng Nguyên ơi, không có cô nữa rồi, cho nên em phải cố lên nha. Chị. Gì vậy? Trời ơi. Cái gì? Sao em ở đây vậy? Chị ơi, chị đừng bỏ em đi nha chị. Chị là mặt trời trong tim em ha. Chị đừng bỏ em đi nha chị. Còn nói tụi bậy tụi bạ cái gì vậy hả? Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chị mà bắt lại là chị không có tha cho em đâu, biết chưa? Hả? Chị ơi, em thích chị lắm trời, mặt trời dữ vậy. Chị ơi, 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 chị ơi. Đúng là một lũ điên. Ba cái quỷ tinh rác. Em là Trạng Nguyên đúng không? Trời ơi, dễ thương quá à. Xin giới thiệu với em, cô là Diễm My. Từ đây về sau cô sẽ là giáo viên dạy kèm mới của em. Cô và em chúng ta phải cố gắng lên nha. Yeah. Anh nè. Ủa, từ giờ như đó. Đương nhiên là rồi. Trả lời thử coi. Kiếm xong tiếng Anh lại gì? Mà tránh ra. Mày ngon nè. Giả bộ thì cũng phải giả bộ cho giống. Cô tưởng tôi là cũng nít hả? Tự nhiên móc ba cái này vô điện thoại làm gì trời? Sến. Lần này tôi hứa sẽ cố gắng hết sức. Chị cứ yên tâm, tin tưởng ở tôi. Nguyên. Ủa thầy. Em nhớ thầy lắm đúng không? Dạ. Nè, hứa với thầy, lần này hai thầy trò mình cố gắng học hành hết sức, được không? Dạ được. Được không? Dạ được. Cố gắng. Dạ. Về Nguyên, nó đánh trụ kìa, nó đánh trụ kìa. Dạ dạ, em đang về nè thầy. Lẹ, em đi đâu vậy? Để em chạy về, em chạy về nè. Trời, rồi, xong rồi, thầy diệt nó rồi, hay quá.
Ê Nguyên, Nguyên. Dạ. Sao hôm bữa em hứa cho thầy mượn bộ đồ vest của ba em, với lại hứa bưng quả cho thầy không thấy em đâu vậy? Em có biết là hôm bữa thầy sất bất sang bàn không? Bữa đó em ngủ quên thầy. Ê Nguyên, Nguyên, nó về đánh đâu. Đi. Rồi xong. Chán em ghê. Có cái trụ không đánh được là sao? Em hết ngày để em ngủ, em hết ngày để em quên hay sao? Em quên ngay đúng cái ngày quan trọng nhất của thầy là sao? Thì em quên thiệt mà thầy. Bởi vì không có thầy em không có kêu bằng kỹ cương phép tắc gì hết á. Thôi học đi thầy ơi, vô học thầy ơi. Học. Nguyên ơi. Dạ. Thầy đau bụng quá. Xuống nấu cho thầy tô mì được. Tô mì thầy. Dạ được. Cảm ơn em nha. Mình ăn no học hành nó tốt hơn. Nguyên. Dạ sao? Ông ấy bỏ cho thầy thêm miếng thịt bò nữa, cho nó có này có kia cho nó ngon. Bò hả? Để em xuống dưới em kiếm nha. Ráng kiếm nha. Dạ dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Thịt bò đâu? Nhà anh đâu có thịt bò đâu. Thằng mì trứng giùm em đi. Tôi có triệu chứng về gan, tôi không ăn trứng được. Tự nhiên bỏ trứng vô còn giờ thì tôi ăn vô ảnh hưởng đến gan của tôi, biết không? Đã dặn bỏ thịt bò rồi không chịu bỏ, cứ cãi không à. Tại nhà không có thịt bò thiệt mà thầy. Thôi đi mua cho tôi tô hủ tiếu đi. Cái gì? Thèm hủ tiếu hả? Ăn hủ tiếu nó ngon miệng. Ăn ngon miệng dạy tốt hơn, học cũng tốt hơn. Thương thầy đi mà. Dạ. Quán. Dạ. Hủ tiếu Bùng Binh. Hủ tiếu Bùng Binh xa lắm đó thầy. Nó xa nhưng mà nó ngon. Nếu mà ăn ngon thì dạy tốt hơn. Em thương thầy mà, đúng không Nguyên? Dạ. Cảm ơn em. Tốt quá. Alo Quang hả? Đi về cho thầy ăn nữa. Ê, sẵn tiện á, đi ngang qua nhà chị Diễm My, ghé thăm chị cái nha. Ghé nhà mà đi đó làm chi? Tự nhiên chửi ra điên à. Đi, ghé thăm chị cái đi. Vì tình bạn trong mình mà năn nỉ á. Chú chán mà ghê á. Năn nỉ mà nha. Harry ơi, ăn cơm đi nè. Sao vậy? Chê hả? Ngán rồi gì? Wow. Đi mua lẩu ăn nha. Sao chị dễ thương quá vậy ta? Nè. Ê, khi nào mới xong đây? Đi đi, thầy ở nhà đợi kìa, đứng dòm dòm ngó gì không biết nữa. Từ từ rồi cháu cũng nhường mà bạn. Đây mình nhìn xíu thôi. Em nghe thầy. Em tới đâu Nguyên? Mua có chưa? Lâu quá à. Thầy đói thấy sợ luôn á. Đâu có ăn đỡ tô mì của em. Đỡ tè le thét lét à. Không ngon lành gì hết đó. Nhanh nghe. Tôi đợi nghe. Dạ, dạ anh về liền. Rồi đi. Thầy Nguyên ơi, tại sao em lại đuổi thầy ra chứ? Nguyên. Dạ em chào thầy. Thầy ơi, Nguyên nói là thầy đi về đi. Sao tôi về được? Tôi về rồi ai dạy học cho Nguyên? Đi lên kêu Nguyên xuống đây. Dạ Nguyên nói là thầy tới đây thì không có dạy, thầy toàn là ăn với ngủ không mà. Nói là học trò tôi dám nói tôi vậy hả? Đi lên kêu nó xuống đây. Dạ. Nhanh. Nhưng mà cái gì nữa? Bây giờ nó không chịu xuống đây tôi nhất định không đi về. Nhanh lên. Nhưng mà... Đi đi. Dạ. Vậy thầy chờ em xíu nha thầy. Đóng cửa làm như tôi là ăn trộm. Vô đi. Dạ cậu ơi, có thầy Đức kiếm cậu á. Thầy Đức nói là cậu không xuống là thầy Đức không có về.
Ông này phiền ghê luôn á. Cậu coi xuống đi, chứ để thầy Đức đập cửa hoài à. Cái thằng quỷ này nó nhất định không ra hả ta? Nguyên! Nguyên à! Cái thằng học trò hư hỏng này, tôi nói cho cậu biết nha, cuộc đời cậu mà không có tôi á sẽ thất bại, cậu biết chưa? Nghe chưa cái thằng hư hỏng? Nguyên! À, cái thằng hư hỏng này ra rồi đó hả? Cậu nói ai là thằng hư hỏng? Làm gì đập cửa nhà tôi hoài vậy? Có chuyện gì không? Ta-da! Cô giáo Diễm Miên chính xác đã trở lại với em rồi nè. Sao? Nghe nói là em mong muốn được học lại với cô lắm, đúng không? Rồi còn nghe nói là em tìm khắp cái thế gian này cũng không có tìm được cô giáo nào mà dễ thương có tâm như cô hết, đúng không? Thôi bớt chém gió đi. Ai nói thích học với cô? Ôi cà 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 cà. Cô bị đặt giả bộ, thì đặt giả bộ nữa. Cô đã nghe mẹ em nói hết trơn hết trời rồi, là em rất là nhớ cô, đúng không? Thôi đừng xạo nữa, đừng xạo nữa. Cô cố lên đó. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu. La, 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 la.